đi gặp bác sĩ sớm hoặc đến bệnh viện điều trị. Điều trị chứng hoang tưởng đòi hỏi cần phải có thời gian và kiên trì. Mặc dù hiện nay đã có nhiều loại thuốc xóa hoang tưởng, nhưng theo các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, kết hợp liệu pháp tâm lý, điều chỉnh hành vi trong điều trị sẽ đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, với những bệnh nhân hoang tưởng bị hại, không nên phủ nhận suy nghĩ của người bệnh. Điều này sẽ khiến họ cho rằng mọi người không hiểu mình, bảo vệ kẻ xấu, càng củng cố niềm